Hello, trời bữa nay mua nè, bữa nay đến sale nè đó, cua càng cua ra đó, stock cát đó, hai thùng luôn đó. 50 đồng một thùng, mua hai thùng 100 đồng. Đã lâu lắm rồi không ăn đấy thôi, ngon hết thảy trơ. Ôi, cái này một lát luộc ăn đã luôn á, thấy không? Các bạn thấy không, ngon không? Đã trong đá nè. Mình bắt cái chảo lên đó là mình luộc mình ăn hết sảy luôn á.